lăn khử mùi Etiasil có dùng được cho bà bầu không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang mang bầu cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe của đứa con trong bụng khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng lăn khử mùi Etiasil khi bạn đang mang thai sẽ có câu trả lời ngay sau đây nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi đang mang thai, mức độ nội tiết tố trong cơ thể bà bầu sẽ thay đổi đáng kể. Cơ thể bà bầu tạo ra một lượng lớn hormone được gọi là estradiol, khiến cho các tuyến mồ hôi cũng như tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Đồng thời, khi mang thai, các mẹ bầu rất dễ bị căng thẳng, stress hơn, điều này cũng khiến tuyến mồ hôi tiết ra nhiều axit béo hơn. Đây chính là thủ phạm chính gây nên mùi cơ thể khó chịu. Chính vì vậy, có thể nói lăn khử mùi Etiasil cũng chính là chân ái cho các chị em đang mang bầu đấy nhé. Vì bởi hiện nay lăn khử mùi Etiasil cũng được tin dùng bởi hầu như không gây kích ứng hoặc dị ứng trên da. Lăn khử mùi Etiasil có bảng thành phần với công thức qua tinh chế phù hợp với tất cả các loại da, thậm chí cả những vùng da nách nhạy cảm nhất, làm giảm tối đa kích ứng mà các sản phẩm ngăn tiết mồ hôi có chứa muối nhôm khác thường gây ra. Vì vậy, lăn khử mùi có dùng được cho bà bầu luôn nhé. Chị em bầu bì giờ đã có thể tìm được loại sản phẩm giúp ngăn chặn mồ hôi và an toàn cho bé rồi nhé. Lăn khử mùi Etiasil có nguồn gốc xuất xứ tại Pháp. Khác với các loại lăn khử mùi khác trên thị trường, ngoài khả năng đánh bay mùi hôi cơ thể, Etiasil còn có thể ngăn ngừa điều tiết mồ hôi và đặc trị hôi nách vô cùng an toàn và hiệu quả cho mọi đối tượng từ da thường đến da nhạy cảm nhất. Hiện nay, lăn khử mùi Etiasil rất được ưa dùng và phổ biến tại Pháp, Đan Mạch và đang dần chiếm lĩnh thị trường thế giới. Lăn khử mùi Etiasil hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lăn khử mùi Etiasil hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.